Kính thưa các bậc trưởng thượng và quý cô chú, các bạn tuổi trẻ thân mến, tuổi trẻ yêu nước đã dán bích chương trên đường phố Sài Gòn ngày 25 tháng 4 năm 2011 với lời kêu gọi Hoàng Sa và Trường Sa là của tuổi trẻ Việt Nam. Lời kêu gọi chưa dứt, ngày 27 tháng 4 năm 2011, lần thứ hai truyền đơn và bích chương Hoàng Sa và Trường Sa là của dân tộc Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam phải giữ gìn. Đêm 29, rạng ngày 30 tháng 4, 2011, ngày tưởng chừng dân tộc Việt Nam được đoàn tụ, nhưng lại quá phân ly, đau đớn và oán hận. Thanh niên sinh viên Cần Thơ đã treo cờ vàng ba sọc đỏ với lời kêu gọi tha thiết. Xin các bạn thanh niên sinh viên, xin mọi người hãy đón nhận cờ vàng ba sọc đỏ như một biểu tượng tự do, chứ không phải của một kẻ thù như sự tuyên truyền thiếu lương thiện. Trong hơn 3 tuần qua, cả một chuỗi nối tiếp của tuổi trẻ Việt Nam hành động vì đang đứng trước những thúc bách bởi nguy cơ mất nước của một dân tộc, nặng lòng với tổ quốc, day dứt trước lầm than đói khổ của đồng bào, nên muốn cất cao tiếng nói trước bạo quyền, vốn đã không đủ khả năng giữ được nước mà chỉ có khả năng lùng sục bắt bớ dân lành. Hôm nay, tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ yêu nước, thanh niên sinh viên Cần Thơ, thanh niên sinh viên miền Nam, những thanh niên cùng thao thức trước nỗi đau của dân tộc, cùng trăn trở trước vận mạng của đất nước đang bị ngoại bang xâm lăng. Đời sống vật giá leo thang, dân lành quá khốn khổ, cảnh bắt bớ tù đầy oan sai nhân nhãn diễn ra khắp nơi trên ba miền đất nước. Chúng tôi không còn kiên nhẫn ngồi chờ đợi sự hứa hẹn đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, mà chúng tôi phải nói lên chính kiến của mình. Chúng tôi không muốn Đảng Cộng sản Việt Nam bầu cử, đảng cử dân bầu để tiếp tục cai trị độc tài, mà tuổi trẻ phải vạch mặt cho đồng bào biết rằng người dân Việt Nam đang muốn tẩy chay các cuộc đảng cử dân bầu đó, nhưng họ sợ hãi, không dám lên tiếng. Còn tuổi trẻ Việt Nam nhất định phải đứng lên, có thái độ dứt khoát bằng cách rải truyền đơn, tẩy chay bầu cử Quốc hội Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 5 tuần tới, từ các thành phố miền Nam đến Sài Gòn. Chúng tôi hành động xuất phát từ lòng yêu nước của tuổi trẻ, đang bức xúc trước nỗi đau tột cùng của dân tộc mà vươn vai đứng dậy. Rất mong các bạn trẻ cùng suy tư, cùng thao thức, cùng trầm buồn về thân phận và tương lai mù mịt của dân tộc mình mà đứng lên yêu nước, đồng hành để mở một sinh lộ mới cho dân tộc, mà ở đó con người được sống trong nhân bản, cảnh rình rập bắt bớ không còn, được hít thở bầu không khí tự do trong thể chế dân chủ thịnh trị. Có ai đó không mơ về tự do, con chim trong lòng cũng muốn ra khỏi lòng cất cánh cùng núi rừng. Con cá trong chậu cũng mong được thả ra sông hồ vẫy vùng tự do thỏa thích. Và chắc con người, niềm mơ ước của họ lớn hơn tự do. Ôi hai chữ tự do thật vĩ đại. Ngày nào chưa có được tự do, ngày đó tôi chưa được làm người. Tuổi trẻ dấn thân với tấm lòng trong sáng. Ở đó không có vị lợi, chỉ có tình yêu quê hương tha thiết, yêu tổ quốc vô bờ và yêu tự do như lẽ sống. Những việc làm vượt qua của tuổi trẻ yêu nước Việt Nam, của thanh niên sinh viên Cần Thơ và việc làm hôm nay có sự phối hợp rộng lớn của thanh niên sinh viên đều phát xuất từ đáy lòng vì hai chữ yêu nước. Xin hãy cho tuổi trẻ niềm tin, xin đừng có lòng nghi ngờ sẽ làm tổn hại lòng yêu nước trong sáng của tuổi trẻ Việt Nam, và cần rà lại chính mình để cùng đồng hành trên con đường cứu lấy quê hương ta.